muốn gì giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu anh nên em san sẻ một nửa cho ai kia. Nói rằng anh gây đắc lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai, bất công nhưng che đi sự yêu đương. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn lắm không hay vui làm người. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi chọn bài hát này, một sáng tác của anh cũng dành tặng cho ca sĩ Hương Tràm. Bài hát này thì nhìn chung là em hát chân chu, gọi là sạch sẽ an toàn. Nhưng mà ngay đoạn đầu tiên vào thì nó đã bị một vấn đề, đó là vấn đề về nhịp. Về nhịp ngay là đầu tiên, đến gần lúc bài điểm khúc cũng đã bị vấn đề về nhịp. Rồi là ngày hôm nay chắc là buổi sáng của em có tập đúng không? Chắc là dồn hết năng lượng vào buổi sáng hay sao ấy. Buổi chiều nay thấy có vẻ từ đầu đến giờ thì thí sinh nào cũng có vẻ hơi hát nó cũng chắc là cũng thế, ngoài anh nó cũng là bị dưới phong độ so với lúc sáng tập tất cả mọi thứ. Chung là nhìn tất cả em đã hoàn, chúc mừng em đã hoàn thành cái bài thi này. Đấy, nó chỉ có ngắn gọn như vậy thôi. Em biết sao không? Bao giờ cũng thế, khi mà có khán giả vào ấy thì bao giờ mình cũng sẽ có nhiều cái cảm xúc hơn ấy. Đấy thì những ca sĩ trẻ bao giờ
anh nghĩ lúc nào cũng phải nên rất là nhiều các cái cuộc thi như thế này để các em được tôi luyện, được mỗi một lần đứng trên như này có sân khấu ở dưới, có cái sự tương tác ở dưới là mình về mình sẽ rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm. Và anh tin chắc là em cũng sẽ có được nhiều cái kinh nghiệm sau cái phần vừa rồi, đúng không? Cảm ơn em. Thank you.